Các trường đại học trên cả nước đã hoàn thành việc công bố điểm chuẩn năm 2023. Không bất ngờ khi nhiều ngành học liên quan đến máy tính như khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, trí tuệ nhân tạo tiếp tục dẫn đầu điểm chuẩn tại các trường kỹ thuật. Bên cạnh việc dành lời khuyên cho thí sinh, nhiều sinh viên đã tiết lộ những sự thật ít người biết về ngành học này, giúp các bạn học sinh chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để theo đuổi ước mơ. Mình từng nghĩ là vào đây học khá là nặng, nhưng mà sau khi mình ở đây một năm thì mình thấy mình đúng. Môn toán ở đây không dễ như mình nghĩ. À, với cả mình cũng không giỏi như mình nghĩ nữa. Nếu mà học khoa học máy tính thì nên chịu được kiểu sự cô độc. Ngành khoa học máy tính là cái ngành công nghệ thông tin khác, nó cũng chung hướng là nó phải làm việc nhiều, khá là nhiều trên máy tính. Và mình nghĩ là sự thật lớn nhất là đa số mọi người đều hướng nội và ít tiếp xúc với người khác và giao tiếp với bạn bè gì đó. Với tốc độ phát triển của ngành khoa học máy tính, cơ hội nghề nghiệp và có mức lương tốt là rất tiềm năng. Nếu đang tìm kiếm một ngành học đầy thử thách và có tiềm năng phát triển cao, ngành khoa học máy tính có thể là lựa chọn tốt cho thí sinh. Việc làm thì đối với ngành này thì nó rất là tốt. Nó tốt nó đến từ hai cái khía cạnh. Một là với cái nền tảng về lập trình rất là tốt, thì các em có thể làm được những cái vị trí rất là phổ biến trong cái lĩnh vực công nghệ thông tin, đó là lập trình viên. Nhưng mà cái lập trình viên thì là cái tương đối gọi là cơ bản trong lĩnh vực về khoa học máy tính cũng như là công nghệ thông tin thôi. Tuy nhiên là ngoài cái công việc đấy ra thì các em có thể làm ở những cái vị trí cao hơn, ví dụ như là data engineer, rồi AI engineer và các cái công việc khác mà nó đòi hỏi những cái tri thức và kỹ năng nâng cao so với những cái vị trí công việc lập trình thông thường. Hàng năm mỗi khi các em vừa mới ra trường là chúng tôi đều làm cái khảo sát. Thế thì cái mức lương mà sau khi các bạn ấy ra trường thì cái mức trung bình là nó sẽ nằm trong khoảng từ 12 đến 15 triệu một tháng. Hiện nay rất nhiều sĩ tử có mong muốn theo học ngành khoa học máy tính hoang mang bởi điểm chuẩn cao chót vót. Tuy nhiên, các bạn không nên nhụt chí mà cần bình tĩnh đánh giá xem năng lực của mình như thế nào, có phù hợp với ngành học hay không để đưa ra lộ trình học tập và phấn đấu phù hợp.